đều là dòng 1100W do bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Thì hôm nay em bỏ cả hai chiếc máy này ra để giới thiệu cũng như sẽ báo giá sản phẩm cho quý vị và các bạn có thể nắm rõ được giá của sản phẩm này. Thì ở đây hai con này là nhìn bề ngoài tất tần tật là giống hệt nhau các bác nhé. Đó, tất tần tật ở ngoài bên chúng ta nhìn ngoại quan bên ngoài giống hệt, đều là dòng của điện cơ Hoàng Phát này. Máy xe đa năng motor 1100W, công suất là điện áp 220V, công suất 1100W. Thì đều là dòng khung nồi chân bệ inox 100%. Và đổ đều là đổ ngửa về sau các bác nhé. Đó, chúng ta đổ về sau. Rất là tiện luôn. Thì ngoại quan bên ngoài chúng ta có thể thấy nó giống hệt, không khác một chút nào về tất cả như là khung này. Đó, bao đá này. Chiếc máy này là dòng xay giò thì nó sẽ thích hợp một chiếc bao đá bên ngoài. Chúng ta có thể bỏ đá lạnh vào đây, chúng ta xay giò tránh vị trí thịt. Giò khi chúng ta làm ra nó sẽ bị bở. Tuy nhiên nó sẽ có một chút khác biệt ở phần bên trong nhé. Thì chiếc máy này là máy mẫu mới nhất cho năm 2022. Đó. Chiếc máy này nó là dòng mới nhất, nó sẽ khác biệt một chút so với dòng kia. Con máy bên phải kia nó sẽ là dòng cũ. Trong này nó sẽ là sử dụng con dao, dao rút các bác nhé. Con dao nhất thả. Đó. Rất là tiện lợi đúng không các bác? Thì bên này vẫn là con dao kiểu xoay gen truyền thống thôi. Thì con này là mẫu cũ, mẫu 2020, nó sẽ sử dụng dao xoay gen. Dao xoay gen thì hay là dao rút thì nó đều xay ok như nhau. Tuy nhiên là dao rút nó sẽ có một cái lợi thế, khi mà chúng ta xay xong chúng ta rút ra, chúng ta đổ nguyên liệu nó không bị vướng vào dao nữa, nó chỉ còn một cái trục ở đây thôi. Còn con máy này khi chúng ta xay xong chúng ta vét ra là sẽ hơi bị vướng con dao một xíu. Tuy nhiên là tùy vào mục đích sử dụng mà chúng ta có thể sử dụng con dao rút hay là dao không rút. Và cũng có rất nhiều khách hàng là họ rất thích con dao xoáy gen này. Con dao xoáy gen này xay nó sẽ êm hơn, bát hơn và không bị nóng thịt khi chúng ta xay lâu. Vì là cái con dao rút này nó tiện một phần thôi, khi mà chúng ta xay cái trục này nó sẽ cọ vào cái trục bên trong của cái motor ấy, cái trục bên trong của cái nồi này, nó sẽ hơi sinh nhiệt một xíu, thành ra là nó xay hơi nóng một chút. Chúng ta xay con đấy là chúng ta phải bỏ nhiều đá hơn. Đó, thì đây con dao xoáy gen đây. Thì riêng cái dòng dao xoáy gen này bên em bán là bên em có tặng dao nhé. Còn kia cũng vậy thôi, nếu mà chúng ta mua hàng thì thậm chí mua Zalo là sẽ có tặng dao. Thì khi mà bán máy xay giò thì bên em sẽ có bán kèm những cái khuôn để làm giò làm chả. Đây các bác có thể thấy hai khuôn to nhỏ khác nhau, khuôn này là khuôn nửa ký và khuôn này sẽ là khuôn một ký. Đó, chúng ta có thể mua thêm những cái khuôn này để chúng ta sử dụng để làm giò rất là ok. Còn lót là chuối ở bên trong, đổ nguyên liệu vào, sau đó chúng ta bỏ vào nồi hấp và chúng ta sẽ thành một cái mẻ giò rất là đẹp. Thì em cuối video rồi thì em sẽ báo giá sản phẩm này cho quý vị và các bạn có thể nắm được về giá của hai mẫu này tháng 8 cho năm 2022. Thì mẫu xay giò này giá không đổi vẫn như vậy thôi, 2.400.000 bao ship, tặng kèm một lưỡi dao này cũng như một cái cần đánh ruốc ở đây. Đấy, cần đánh ruốc bên em buộc rất là gọn gàng đây rồi, một lưỡi dao, một cần đánh ruốc là 2.400.000 ship tận nhà rồi. Và mẫu mới nhất cho năm 2022 dòng dao rút đó, bên em sẽ bán giá là 2.600.000 bao ship và cũng có kèm thêm một con dao này để chúng ta có thể sơ cua để sử dụng tiết kiệm hơn. Và một cái cần đánh ruốc nhé, cái này rất quan trọng để chúng ta có thể đánh tơi gốc này, miền Nam hay gọi là chà bông. Ngoài ra thì những sản phẩm đi kèm như là khuôn giò nửa ký, khuôn giò nửa ký sẽ bán với giá là 50.000 và khuôn giò một ký sẽ bán với giá là 70.000. Giá này là giá bên em khi mua kèm các bác nhé, còn khi mua lẻ mình các cái khuôn này không, nó sẽ đắt lên một chút xíu để bù vào tiền vận chuyển. Thì khi mua kèm để vận chuyển ở chiếc máy này nó sẽ đỡ rồi. Ở trên đây thì em đã giới thiệu cho quý vị và các bạn hai mẫu máy xay giò mini gia đình. Để biết thêm thông tin chi tiết